Kế hoạch thay đổi bản thân phần 10. Tâm trí của bạn. 1. Người nhúng một miếng kem vào giữa thanh sô-cô-la và đặt tên cho nó là Eskimo Peel đã phát tài nhờ 5 giây tưởng tượng để tạo nên ý tưởng đó. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về các cách thức hoạt động khó hiểu của tâm trí, nhưng những người thành công đã biết cách tận dụng sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo. Rất nhiều các ý tưởng mới chỉ là sự kết hợp của hai sản phẩm hay hai ý tưởng nổi tiếng khác. Tuy nhiên, chỉ những sự kết hợp được hỗ trợ bởi một cái tên và chiến dịch marketing thông minh mới tạo nên được sự giàu có vĩ đại. Bạn có thể sử dụng một quá trình nhất định để chạm đến trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Trong cuốn sách Kỹ thuật sáng tạo ý tưởng, A Technique for Producing Ideas của mình, James Wedgeon đã chỉ ra 5 bước tạo dựng ý tưởng như sau. 1. Tập hợp các thông tin cần thiết. 2. Để tâm trí xử lý các thông tin đó. 3. Nuôi dưỡng ý tưởng đó trong tiềm thức. 4. Nhận ra khoảnh khắc Eureka khi ý tưởng ra đời. 5. Định hình và phát triển ý tưởng đó rồi ứng dụng vào thực tế. Phương pháp đó hoạt động rất hiệu quả. Lần sau khi tìm kiếm một giải pháp sáng tạo cho một vấn đề đã cũ, hãy thử sử dụng phương pháp này. 2. Craig Solder đã kiếm được hàng triệu đô nhờ mượn ý tưởng quán ăn tự phục vụ để mở dịch vụ kinh doanh cửa hàng tạp hóa và đặt tên cho nó là Piggly Wiggly, trí tưởng tượng có thể biến thành tiền. Khi đến một cửa hàng ăn tự phục vụ và nảy sinh ra ý tưởng có thể áp dụng phương pháp này vào ngành buôn bán hàng tạp hóa, người sáng lập ra chuỗi cửa hàng tạp hóa Piggly Wiggly chỉ là một nhân viên quèn trong một cửa hàng tạp hóa. Mọi người cười nhạo, nhưng ông vẫn tin rằng đó là một ý tưởng tốt và kiên trì theo đuổi nó. Cuối cùng, ông đã trở thành cha đẻ của các siêu thị hiện đại ngày nay nhờ ý tưởng độc đáo đó của mình. Nhưng nếu chỉ có một ý tưởng tuyệt vời thì chưa đủ để làm nên thành công. Quá trình triển khai nó cũng cần nhiều như hoặc hơn óc tưởng tượng để hình thành nên ý tưởng lúc ban đầu. Tuy nhiên, những người khám phá ra điều này lại cho biết rằng khi bạn đã có một ý tưởng thật sự tốt, thậm chí kể cả khi bạn không chứng minh được nó, nhưng bằng trực giác bạn vẫn biết rằng đó là một ý tưởng tốt, hãy gắn bó với nó đến cùng. Cuối cùng, những người khác cũng sẽ công nhận giá trị ý tưởng của bạn. 3. Trí tưởng tượng là nhà xưởng của tâm hồn, nơi hình thành nên tất cả mọi kế hoạch dẫn đến thành công cá nhân. Để có thể xây dựng nên bất cứ thứ gì có giá trị, trước tiên bạn phải tạo ra nó trong tâm trí của mình. Tâm trí của bạn không bị chế ngự bởi bất cứ giới hạn hay ranh giới vật lý nào. Trong nhà xưởng tâm hồn, bạn có thể mường tượng ra những thứ chưa từng xảy ra. Người ta nói rằng Albert Einstein đã nhìn thấy cả vũ trụ trông như thế nào khi ngồi trong tư thế cưỡi ngựa trên một tia sáng xuyên qua vô cực. Sau đó, ông đã thực hiện các phép tính toán để phục vụ cho thuyết tương đối của mình. Bạn có thể sử dụng sức mạnh trí tưởng tượng của mình để mường tượng ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn, để phát triển các ý tưởng và để thấy chính mình đạt được những mục tiêu mình đã đặt ra. 4. Công việc của bạn sẽ không bao giờ lớn hơn những gì trí tưởng tượng của bạn hình dung ra. Daniel Burham, kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị thay đổi cả thế kỷ, người đã lên kế hoạch xây dựng tháp Chicago World Fair. Vào năm 1893, tòa nhà có ảnh hưởng vô cùng lớn đến các thiết kế đô thị đương đại từng nói: đừng lập những kế hoạch nhỏ. Ông biết rằng để đạt được những thứ vĩ đại thì cần có những ý tưởng lớn lao. Nếu bạn có thể tưởng tượng ra nó, tức là bạn có thể tạo ra nó. Và nếu bạn có thể tạo ra công việc mà bạn muốn có trong trí tưởng tượng của mình, thì bạn cũng có thể tạo ra nó trong thế giới thật. 5. Nếu bạn nghĩ ra cách làm việc tốt hơn, ý tưởng của bạn có thể rất đáng giá. Trong bất cứ ngành nghề nào, các ý tưởng có giá trị nhất là những ý tưởng làm ra tiền, tiết kiệm thời gian hoặc cải tiến phương thức làm việc. Mọi tiến bộ, dù là nhỏ nhất, cũng là một bước đi đúng hướng. Luôn để ý đến các cơ hội cải tiến cũng là một biểu hiện của thái độ tích cực. Bạn không thể suy nghĩ sáng tạo với các cơ hội khi những suy nghĩ trong bạn chỉ tập trung vào những nguy cơ phía dưới, thay vì những tiềm năng bên trên. Khi bạn tìm kiếm các phương thức làm việc tốt hơn, hay tìm cách làm hoặc xây dựng một sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn hoặc tiết kiệm hơn, hãy phân tích và giảm thiểu các nguy cơ, nhưng phải tập trung vào các cơ hội. 6.
Trí óc phát triển nếu bạn sử dụng nó thường xuyên, còn ngược lại, sự lười biếng sẽ dần giết chết nó. Cơ thể bạn sẽ mạnh mẽ hơn nếu được luyện tập thể dục thường xuyên. Tâm trí của bạn cũng vậy. Hãy đảm bảo rằng kế hoạch phát triển cá nhân của bạn bao gồm nhiều việc có tác dụng kích thích tinh thần. Một trong các cách tốt nhất để phát triển trí tưởng tượng và kỹ năng mường tượng là đọc sách. Khi đọc, tâm trí của bạn sẽ chuyển các từ ngữ sang hình ảnh để giúp bạn hiểu rõ hơn về những thứ bạn đang đọc. Hãy trở thành một người thích đọc. Hãy đọc báo, các tạp chí thương mại, sách tự phát triển bản thân và tiểu thuyết. Tất cả sẽ đóng góp vào kho kiến thức của bạn và từ đó khả năng hình dung và sử dụng trí tưởng tượng của bạn cũng hiệu quả hơn. 7. Những người tìm kiếm sự thật với tâm trí mở sẽ dễ dàng nhận thấy nó hơn. Nhà kinh doanh bánh quy giàu có Wally Amos rất thích trích dẫn câu: tâm trí giống như một chiếc dù, các chức năng của nó sẽ hoạt động tốt nhất khi được mở ra. Khi bạn mở tâm trí mình ra với các cơ hội, hãy phân tích khách quan các thông tin và không cho phép các thành kiến hay tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. Bạn sẽ có khả năng nắm được những sự thật lớn lao mà những người khác không nhận ra. Ngược lại, một tâm trí khép sẽ khiến bạn bỏ lỡ một vài lời mời vĩ đại nhất từ cuộc sống. Nếu bạn thấy bản thân mình đang nghi ngờ với các sự kiện đó, hoặc bạn vẫn cố xem lại chúng để củng cố cho niềm tin của bạn, hãy tự hỏi bản thân mình xem, tại sao tôi lại không sẵn sàng chấp nhận thông tin này? Tôi có đang suy nghĩ logic, hay tôi đang để cảm xúc lấn lướt đánh giá của mình? Sai lầm tệ nhất bạn có thể mắc phải là cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận một sự thật sai lầm. Cố gắng lừa gạt người khác đã là không đúng, nhưng nếu bạn tự dối gạt bản thân mình, thì chắc chắn là những tai họa sẽ đến với bạn. 8. Một tâm trí khép không thể nhận ra may mắn khi tiếp cận chúng. Với một con mắt non nớt, hốc tinh là các lỗ nhỏ trong đá chứa các tinh thể thạch anh trong suốt hoặc tinh thể amethyst màu tím. Trông chẳng khác gì một hòn đá bình thường nào khác. Nhưng một nhà địa chất học được đào tạo bài bản lại biết được rằng trong đó có một lớp pha lê rất đẹp. Điều tương tự cũng xảy đến với những người từ chối xem xét các cơ hội mới vì tâm trí họ đã khép lại. Những cơ hội lớn nhất trong cuộc sống như hốc tinh chẳng hạn thường đến trong những kiện hàng trông rất bình thường. Đừng để bản thân mình trở thành một sinh vật hoạt động theo thói quen như một cái máy và mặc kệ cuộc sống. Hãy thử làm việc theo một lộ trình mới. Hãy thử chơi trò chơi xếp hình. Hãy đọc báo thay vì xem TV hay thăm một viện bảo tàng vào giờ nghỉ trưa sẽ kích thích suy nghĩ của bạn hoạt động và có thể giúp mở tâm trí bạn đến với những cơ hội mới. 9. Hãy làm chủ trí óc của mình và bạn sẽ sớm khiến cuộc đời phải thưởng cho bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trí óc chính là tài sản giá trị nhất của bạn. Bạn có thể mất mọi tài sản vật chất, nhưng không ai có thể lấy đi kiến thức của bạn. Với nó, bạn có thể tìm kiếm một vận may mới, xây một ngôi nhà mới và mua bất cứ thứ gì bạn thật sự mong muốn. Không ai khác có thể kiểm soát được suy nghĩ của bạn. Ngay cả tên bạo chúa độc ác nhất cũng không thể ép bạn nghĩ về những thứ bạn không chấp nhận. Khi đã ra một quyết định thận trọng để kiểm soát trí óc mình và nuôi dưỡng nó bằng những suy nghĩ tích cực và xây dựng, bạn đang tiến bước trên con đường kiểm soát chính cuộc đời mình. Những suy nghĩ được bạn cho phép thống trị trí óc bạn sẽ quyết định những thứ bạn nhận được từ cuộc sống. 10. Hãy nhớ rằng trí óc sẽ phát triển mạnh mẽ khi được sử dụng thường xuyên. Đấu tranh tạo nên sức mạnh. Napoleon Hill rất thích kể chuyện về ông mình, một người chế tạo xe ngựa ở bang North Carolina. Khi dọn dẹp khu đất để trồng cây, ông của Napoleon Hill luôn để lại vài cây sồi ở giữa cánh đồng, những cây tách biệt hoàn toàn với các cây khác trong khu rừng để lấy may. Đó là những cái cây mà ông sẽ dùng gỗ của chúng để làm bánh xe ngựa, vì chúng đã chống chọi lại được cơn cuồng nộ của thiên nhiên và đủ sức để đỡ được trọng tải nặng nhất. Hãy chào đón những thử thách khó khăn, vì các cơ hội lớn nhất thường đến từ những thử thách khiến bạn phải mở rộng trí óc để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo. Trong những giờ phút tăm tối nhất, hãy tự an ủi rằng mình đang rèn luyện bản thân để chuẩn bị đối mặt với những thử thách lớn hơn trong tương lai. Giống như cây sồi già, bạn chỉ lớn mạnh trong tranh đấu. 11. Hãy coi chừng những người đang cố đầu độc trí óc bạn chống lại người khác dưới lốt muốn giúp đỡ bạn. Dám cá 1.000 ăn 1 là anh ta chỉ đang muốn giúp chính bản thân mình thôi.
Nhà thơ, họa sĩ người Nam Phi Brayton Beck từng kể câu chuyện về một người nô lệ da đen có tên là Freedom. Chủ của anh ta là một người đàn ông bị què một chân. Vì thế khi mua bất kỳ một đôi giày mới nào, ông chủ đều đưa chiếc giày trái mà mình không thể sử dụng được cho Freedom. Cuối cùng, việc mang hai chiếc giày trái khiến chân phải của Freedom bị biến dạng và anh ta bị tàn tật vĩnh viễn vì sự hào phóng của ông chủ mình. Đừng bị đánh lừa bởi những người chỉ muốn dựa trên danh nghĩa giúp đỡ bạn để tận hưởng niềm vui của riêng mình. Hãy lắng nghe lời khuyên của những người khác, cảm ơn vì họ đã quan tâm và sau đó tự quyết định xem điều gì là tốt nhất. Hãy nghe theo những lời khuyên của họ nếu nó phù hợp với kế hoạch cuộc đời bạn, nhưng đừng lưỡng lự loại bỏ nó ngay nếu không phù hợp. Trên thế giới này, chỉ có một người biết điều gì là tốt nhất cho bạn, và người đó chính là bạn. 12. Trí óc sắc sảo nhất là trí óc được mài giũa qua kinh nghiệm thực tế. Những kiến thức trên lý thuyết mà không có thực hành cũng giống như một nguồn năng lượng lớn không được định hướng. Rất khó để dùng nguồn năng lượng đó vào việc có ích nếu không hội tụ nó lại. Thực hành chính là thấu kính mà qua đó, năng lượng tri thức được tập trung và được định hướng để mang lại lợi ích lớn nhất. Khi bạn học về những khái niệm mới hay có ý tưởng chưa được kiểm tra, hãy tập thói quen nghĩ thật kỹ về ứng dụng của nó trước khi áp dụng vào thực tế. Khi bạn đã cân nhắc hết các khả năng mà dường như vẫn thấy nó là một ý tưởng tốt, hãy biến nó thành hành động ngay lập tức. Cách duy nhất để có những trải nghiệm thực tế là thực hiện các ý tưởng của bạn. 13. Ra quyết định nhanh là biểu hiện của một trí óc nhanh nhạy. Những người thành công luôn quyết đoán, họ không mất nhiều thời gian vào các quyết định để bỏ lỡ mất một cơ hội lớn. Họ thu thập các thông tin liên quan, thảo luận về các phương án thay thế với các tư vấn viên mà họ tôn trọng quan điểm, sau đó ra quyết định và tiếp tục gắn bó với nó. Những người do dự là những người không đáng chú ý, gần như bị tê liệt. Họ chính là những người thường xuyên làm hại đến bạn và cả tổ chức của bạn nữa. Nếu gặp khó khăn trong việc ra quyết định, hãy nhớ rằng có rất ít quyết định không thể thay đổi được. Nếu sau này phát hiện ra rằng bạn đã quyết định sai, hãy sửa lại lộ trình của mình và tiếp tục lên đường. 14. Hãy kiểm soát chính tâm trí của mình và có thể bạn sẽ không bao giờ bị tâm trí người khác kiểm soát. Trí óc là vũ khí mạnh nhất của con người. Nó không dễ bị kiểm soát hay kiềm chế bởi một sức mạnh bên ngoài, dù ban đầu sức mạnh ấy có vẻ ghê gớm đến đâu đi chăng nữa. Xuyên suốt lịch sử, các bạo chúa luôn cố gắng kiểm soát những người chống lại họ. Nhưng cuối cùng, những kẻ cai trị đó cũng phát hiện ra rằng sức mạnh của trí tưởng tượng còn lớn hơn sự đe dọa của gươm giáo rất nhiều. Như Victor Hugo từng nói, người ta có thể chống lại sự xâm chiếm của một đạo quân, nhưng không thể chống lại sự xâm chiếm của tư tưởng. 15. Trí óc phục vụ tốt nhất khi nó được sử dụng thường xuyên. Bạn có một chương trình phát triển không ngừng cho tài sản giá trị nhất, trí óc của bạn không? Hãy đảm bảo rằng bạn dành ít nhất nửa tiếng mỗi ngày để tìm tòi, suy nghĩ và lên kế hoạch cho chương trình đó. Hãy xem lại các mục tiêu dài, trung và ngắn hạn của bạn và tính toán lịch trình của bạn đến từng ngày. Bạn đã lên lịch để hoàn thành chúng chưa? Hãy tự hỏi bản thân mình, tôi còn thiếu thông tin gì để đạt được mục tiêu của mình? Sau đó hãy thu thập các thông tin bạn cần và bắt tay vào hành động. 16. Tâm trí không bao giờ mệt mỏi, nhưng đôi khi nó sẽ chán những đồ ăn nó nhận được. Các chuyên gia máy tính sử dụng thuật ngữ JIGO, dữ liệu nhập vào sai thì kết quả xuất ra đương nhiên cũng sai, để minh họa cho sự thật rằng máy tính chỉ xử lý các thông tin nó nhận được. Tâm trí của chúng ta cũng vậy. Nếu bạn cho nó ăn những thức ăn bổ dưỡng, lành mạnh, nó sẽ phát triển khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn bắt nó ăn chế độ với đồ phế phẩm, tâm trí bạn sẽ trở nên không lành mạnh, tiêu cực và vô dụng. Bạn đưa vào nó cái gì thì nó sẽ trả lại bạn cái đó. Hãy nuôi tâm trí bạn bằng một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Hãy tìm hiểu thông tin trong nhiều lĩnh vực để giúp bạn theo kịp các xu hướng mới nhất. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng những ý tưởng tốt nhất cho công việc của bạn lại bắt nguồn từ những lĩnh vực hoàn toàn không liên quan. 17. Khi hiểu rõ tâm trí của mình, bạn sẽ trở nên thông thái như một nhà hiền triết. Khi chịu trách nhiệm về tâm trí của mình, bạn cũng chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Khi bạn hiểu rõ những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm và khao khát trong mình, bạn có thể hướng chúng đến bất kỳ cái đích nào bạn lựa chọn.
Sự thông thái đến từ quá trình bạn dành thời gian để tìm hiểu chính bản thân mình, để biết tại sao bạn lại là người như bạn bây giờ. Chịu trách nhiệm về tâm trí của mình là một quá trình suy nghĩ cẩn thận và đơn độc. Chỉ có một mình bạn hiểu được các hoạt động phức tạp bên trong tâm trí của chính mình, và bạn phải sẵn lòng dành thời gian và nỗ lực để đạt được những yêu cầu của sự sáng suốt bên trong đó. 18. Nếu bạn hiểu rõ tâm trí của mình, bạn sẽ biết cách giữ nó luôn ở trạng thái tích cực. Có thể bạn không hiểu hết quá trình phức tạp để tạo dòng điện và mang nó về đến nhà bạn, nhưng bạn lại hiểu rất rõ cách sử dụng nó để thắp sáng ngôi nhà của bạn, cung cấp điện cho máy tính của bạn và làm hàng trăm công việc cần thiết khác. Tâm trí của bạn cũng vậy, không ai có thể hiểu hết các hoạt động phức tạp của não bộ. Chúng ta chỉ biết rằng, khi sử dụng tâm trí mình theo một cách nào đó, chúng ta sẽ đạt được một kết quả như ý. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ đạt được những kết quả tích cực. 19. Chưa ai khám phá ra giới hạn của sức mạnh tâm trí trong chính bản thân mình. Bas Ryan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Arians Corporation, một công ty bảo hiểm đa quốc gia lớn, rất thích câu nói: bạn không thể tưởng tượng ra việc ở trên cao sẽ như thế nào vì những giới hạn trong tâm trí của chính bạn. Ông thú nhận rằng câu nói đó, câu cú đúng là chưa chuẩn lắm, nhưng rõ ràng là nó khẳng định quan điểm rằng những thứ bạn áp đặt cho chính mình là những giới hạn bạn tự đặt ra cho sức mạnh tâm trí của mình. Khi động não, đừng đặt giới hạn cho bất kỳ ý tưởng nào. Đôi khi những ý tưởng có vẻ như điên rồ nhất vào lúc đó, về sau lại là những ý tưởng sáng tạo nhất. Nếu bạn đang làm việc với nhóm trí tuệ ưu tú của mình, hãy khuyến khích mọi người thoải mái đưa ra thật nhiều ý tưởng. Đừng phê bình hay phân tích trong quá trình vận dụng trí não để sáng tạo của họ. Vào thời điểm này, mọi ý tưởng đều tốt. Sau đó hãy tập hợp các ý tưởng có liên quan đến nhau thành nhóm, để những ý tưởng tốt nhất có thể được định hình cho những ứng dụng thực tế. 20. Một tâm trí tiêu cực không bao giờ thu hút hạnh phúc hay thành công vật chất. Nó sẽ thu hút những thứ ngược lại. Bạn có thể lừa dối bản thân mình tin rằng bạn chỉ đang kịch liệt phản đối hay tìm ra những yếu điểm trong một ý tưởng rõ ràng là tốt. Nhưng cuối cùng thì những suy nghĩ tiêu cực luôn sản sinh ra những kết quả tiêu cực. Cũng giống như khi tâm trí bạn làm việc không biết mệt mỏi để biến những ý nghĩ tích cực thành thực tế tương đương, nó cũng sẽ làm việc vất vả như vậy để tạo ra những kết quả tiêu cực khi tất cả mọi ý nghĩ trong bạn đều tiêu cực. 21. Mọi bộ não đều vừa là trạm phát vừa là trạm thu các rung động của suy nghĩ. Dù khoa học thật sự nghiên cứu về quá trình chuyển hóa suy nghĩ có thể như thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng là nếu bạn mong muốn nhận được sức mạnh trong suy nghĩ của những người khác, tâm trí của bạn phải có đủ điều kiện để nhận những thông tin đó. Hãy gạt bỏ mọi quan điểm bạn đã có sẵn về chủ đề này, lắng nghe chăm chú và không phán xét bất cứ điều gì người khác nói. Hãy tập trung vào thông tin chứ không phải người nói. Cố gắng xác định các tư tưởng quan trọng đằng sau những gì người khác nói. Hãy huấn luyện tâm trí bạn nhận ra và tiếp thu những thông tin mà người khác thường bỏ qua vì kênh nhận của họ không dò được đúng tần số. 22. Độ tuổi thật sự của bạn được quyết định bởi thái độ sống chứ không phải số năm bạn đã sống trên cuộc đời này. Tu sĩ, đồng thời là tác giả người Mỹ Tyrone Edwards, từng nói: tuổi tác không được tính bằng năm, mà được tính bởi khí chất và sức khỏe của mỗi người. Có người sinh ra đã già, và có người thì chẳng bao giờ già đi. Chắc chắn là bạn biết những người ở tuổi vị thành niên nhưng lại già trước tuổi, và những người 70 tuổi lại có khí chất và luôn nhiệt tình, háo hức muốn khám phá những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Tất cả là do thái độ sống. Khi bạn phát triển và lớn lên, hãy đảm bảo rằng những trải nghiệm của bạn là để hướng đến việc đạt được sự thông thái chứ không phải là để chấp nhận tính hoài nghi. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giữ tâm trí mở vì những trải nghiệm trước đây, hãy nhắc nhở bản thân mình rằng bạn sẽ tiếp xúc với nhiều người khác nhau, các tình huống cũng thay đổi, hoặc vì bạn đã lớn tuổi và thông thái hơn nên cơ hội thành công của bạn cũng lớn hơn trong quá khứ. 23. Tâm trí là thứ duy nhất bạn có thể độc quyền kiểm soát. Đừng phung phí nó cho những cuộc tranh cãi vô bổ. Bạn có thể dành thời gian và năng lượng, cả vật chất lẫn tinh thần của mình vào những cuộc tìm kiếm mang lại giá trị lớn nhất cho khoản đầu tư của bạn, hoặc bạn có thể phung phí nó vào những hoạt động không bao giờ đơm hoa kết trái.
vì tâm trí hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn có thể lựa chọn để sử dụng nó vào những mục đích tích cực, hoặc có thể lãng phí sức mạnh trí tuệ và cả thời gian của mình nữa vào những cuộc tranh cãi vô bổ không có hồi kết. Có sự khác nhau rất lớn giữa những cuộc tranh luận trí tuệ và tranh cãi tầm thường. Khi thảo luận về các vấn đề khác nhau, tri thức của bạn được mở rộng trong quá trình trao đổi với một người cũng đang suy nghĩ như bạn. Còn ngược lại, khi để bản thân mình bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi về những thứ tầm thường, bạn sẽ lãng phí tâm trí và tinh thần của mình vào đó. 24. Gà về chuồng để ngủ. Những suy nghĩ của bạn cũng vậy. Hãy cẩn thận với những suy nghĩ bạn gửi ra ngoài. Những suy nghĩ bạn gửi đến những người khác có ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn là đến họ. Không giống như những tài sản vật chất khác, khi bạn có một ý nghĩ hoặc gửi ý nghĩ đó đến người khác, nó vẫn ở lại với bạn. Nó có thể sẽ bị chôn vùi trong tiềm thức của bạn rất lâu sau khi bạn đã quên mất nó. Giống như những con gà tối đến sẽ về chuồng, những suy nghĩ đó sẽ lóe lên trong nhận thức của bạn vào những lúc bạn ít mong chờ nhất. Nếu có những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về những hiểm họa bạn có thể tự chuốc lấy cho chính bản thân mình qua những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thật may mắn là những suy nghĩ vui vẻ được chôn sâu trong tiềm thức sẽ mang đến những kết quả tích cực khi chúng trở lại, và khi đó, chúng sẽ khuyến khích việc duy trì thái độ tích cực trong mọi việc bạn làm. 25. Bạn thường có xu hướng khiến não bạn bị rỉ sét vì không hoạt động hơn là khiến nó kiệt sức vì hoạt động quá nhiều. Không giống như những chiếc máy cuối cùng cũng đều bị quá tải và phải thay thế nếu nó thường xuyên và liên tục được sử dụng, tâm trí bạn chỉ có thể phát triển mạnh mẽ hơn nếu nó được hoạt động. Bạn càng tập luyện và sử dụng nhiều, trí não bạn càng trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng, hậu quả xảy đến với nó cũng giống như với một cỗ máy vậy. Cỗ máy phức tạp và có động cơ khỏe nhất trên thế giới và những trí óc vĩ đại nhất đều sẽ bị rỉ sét nếu không được sử dụng. Nếu bạn không quản lý được lịch trình của mình để có thời gian tìm tòi và học hỏi, bạn sẽ rất dễ bị cám dỗ để dành thời gian rảnh của mình vào những suy nghĩ vô bổ, nhạt nhẽo và mất thời gian. Nghỉ ngơi là việc rất quan trọng, nhưng việc đạt được những tri thức mới cũng quan trọng. Hãy đảm bảo lịch trình hàng ngày của bạn chia đều thời gian cho cả hai hoạt động này. 26. Một vài người luôn gặp rắc rối chủ yếu vì họ luôn để tâm trí mình lo lắng. Tâm trí thu hút những thứ nó để ý đến. Những nỗi lo không phục vụ cho bất cứ mục đích có ích nào và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của bạn. Charles Mayo, người cùng với anh trai mình là William thành lập nên bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota nói rằng: "Tôi chưa từng thấy ai chết vì làm việc quá nhiều cả, nhưng tôi từng thấy nhiều người chết vì hoài nghi. Vì nỗi lo lắng hướng đến những nguy cơ mơ hồ, không chắc chắn nên rất khó để giải quyết nó theo logic thông thường. Cách tốt nhất để xóa bỏ nỗi lo lắng là có hành động tích cực để giảm thiểu nguồn phát sinh ra chúng. Khi xây dựng một kế hoạch để giải quyết các vấn đề theo hướng tích cực và bắt tay vào làm việc để triển khai kế hoạch của mình, bạn sẽ không còn phải băn khoăn vì những nỗi lo lắng nữa. Các suy nghĩ tiêu cực luôn nhường đường cho một con người quyết tâm theo đuổi một kế hoạch hành động tích cực." 27. Điều tệ nhất về nỗi lo là nó sẽ thu hút toàn bộ những thứ tiêu cực về bạn. Giống như những con cừu, những nỗi lo cũng thường sống theo đàn. Một nỗi lo sẽ dẫn tới nỗi lo khác và không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ chìm đắm trong những nguy cơ tiềm tàng. Khi cho phép bản thân mình chơi trò chơi, sẽ thế nào nếu để suy xét về những vấn đề phát sinh mà một vấn đề tiềm năng có thể gây ra? Các nỗi lo sẽ nhân lên gấp bội. Mỗi một nỗi lo lại khiến nỗi lo tiếp theo tồi tệ hơn. Nếu bạn phải chơi trò chơi sẽ thế nào? Nếu, hãy chơi để giành chiến thắng, hãy tập trung vào giải pháp, chứ không phải bản thân vấn đề và các vấn đề có thể phát sinh thêm. Dù những nỗi lo của bạn có nghiêm trọng đến mức đánh thức bạn dậy vào lúc nửa đêm, thì bạn vẫn có thể tìm ra giải pháp nếu phân tích chúng kỹ càng. 28. Nếu bạn không thể quản lý thái độ của chính mình, làm sao bạn có thể quản lý những người khác? Tại sao những người tin rằng mình sẽ trở thành người quản lý, sợ người khác giỏi nhất, nếu họ được trao cơ hội đó lại không học cách quản lý bản thân mình một cách đúng đắn trước? Muốn quản lý được người khác, trước tiên bạn phải học cách trở thành một tấm gương để mọi người noi theo. Đơn giản là bạn không thể truyền cảm hứng cho người khác đạt được những thành công lớn
nếu bạn không thể truyền cảm hứng cho bản thân mình làm được việc đó. Đừng mắc sai lầm mà rất nhiều người đã mắc phải khi nói rằng khi họ để tôi trở thành quản lý, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi có thể quản lý như thế nào. Bước đi đầu tiên là của bạn. Trước tiên, bạn phải chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí đó đã. 29. Bạn có thể nghĩ ra cách đi vào hoặc đi ra hầu hết mọi tình huống, dù tốt hay xấu. Bạn không thể có bất kỳ hành động nào nếu không suy nghĩ về nó trước. Nếu bạn không hài lòng với tình huống mình đang gặp phải, bạn có thể cải thiện tình huống đó thông qua sức mạnh của suy nghĩ. Cũng chắc chắn như việc bạn có thể phá hủy một cuộc sống tích cực bằng các suy nghĩ tiêu cực. Thành công bắt đầu từ một phân tích trung thực về tình trạng hiện tại của bạn, chịu trách nhiệm về chính cuộc sống của bạn và sự phát triển của một kế hoạch khả thi để đạt được những gì bạn mong muốn. 30. Tâm trí tích cực luôn tìm ra một lối đi, còn tâm trí tiêu cực luôn tìm kiếm những lối không thể đi qua. Ai đó từng nói, không có sự thật mà chỉ có quan điểm về sự thật. Dù bạn có đồng ý với câu nói này hay không thì tất cả những gì bạn tin tưởng là đúng đắn sẽ trở thành hiện thực. Tiềm thức của bạn tin tưởng mọi điều bạn thường xuyên lặp lại và khẳng định với nó. Khi bạn đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trước đó bạn chưa từng gặp phải, hãy tập trung vào các tiềm năng thành công, chứ đừng tập trung vào các cơ hội thất bại. Hãy chia công việc thành nhiều thành tố nhỏ và giải quyết độc lập từng việc một. Điểm khác nhau duy nhất giữa thành công và thất bại trong bất kỳ công việc nào là thái độ của bạn với nó. 31. Người thông thái là người uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Có thể nói phẩm chất quan trọng và kỹ năng có giá trị nhất của người lãnh đạo trong việc xây dựng các mối quan hệ là khả năng nghĩ trước khi nói. Nếu bạn thường có xu hướng nói hấp tấp trong giận dữ, để rồi sau đó lại hối hận về những hành động của mình, thì lời dạy từ thời thơ bé phải đếm từ 1 đến 10 trước khi nói vẫn có hiệu quả với bạn. Khi bạn tạm dừng lại dù chỉ trong một giây để cân nhắc về hiệu quả, có thể bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn về những gì bạn định nói. Và nếu bạn phải nói những lời đanh thép, bạn nên sử dụng những từ ngữ mềm mỏng hơn, phòng trường hợp sau này chúng sẽ quay lại làm phiền bạn.